Chào anh em nhé, hôm nay tôi sẽ review cho anh em chúng ta thấy cái thiết kế của cái ổ điện lọc nguồn hàng cao cấp nhé. Cái này là hãng Fuman, model của nó là PL8C. PL8C. Và cái mặt trước của nó sẽ có một ngọn output và gồm hai cái đèn flash để chúng ta rọi xuống thiết bị main power, những thiết bị bên dưới. Đây là công tắc nguồn chính và cái mặt sau của nó. Mặt sau của nó sẽ có 8 lỗ output và một lỗ phía trước. Và đây là ngõ ra để chúng ta sử dụng các cái đèn led 12V 0.5A. Đây là cái nút khởi động power của cái ngõ 12V này. Thiết kế cái vỏ mặt trên nó thì có một cái cọc để chúng ta cắm tiếp địa từ trong này ra nhé, cắm vỏ máy ra. Quá tuyệt vời anh em, rất là đẹp. Con này giá của nó rất là đắt. Anh em thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn nha anh em ạ. Đây, cái đèn nó chúng ta sử dụng rút ra rút vào. Cái này hàng mới tại Mỹ khoảng tầm 300 đô. Tầm 300 đô một cái mới. Tương đương về Việt Nam tính cả tiền phí ship các thứ thì chắc nó cũng xấp xỉ 10 triệu về tới Việt Nam một cái hàng mới. Đây là thiết kế của nó như thế này nhé.